Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đến với video tiếp theo của Vietnam Sports. Nếu các cổ động viên Thái Lan tự tin rằng đội bóng của họ có thể bảo vệ được danh hiệu vô địch AFF Cup, xin chúc mừng. Nhiều khả năng Quang Hải, thiên tài của đội tuyển Việt Nam sẽ không thể góp mặt vì giải đấu này không thuộc hệ thống FIFA nên Po FC có quyền giữ người. Nhưng Vòi Chiến cũng đừng mừng vội vì chính họ cũng đang đối mặt với những rắc rối trầm trọng ở hàng công. Linh hồn của đội tuyển Thái Lan, kiến trúc sư tạo nên chức vô địch của họ tại AFF Cup 2021 là Chanathip Songkrasin đã chính thức xác nhận không tham dự AFF Cup năm nay. Cách đây không lâu, Chanathip Songkrasin thừa nhận không tham dự AFF Cup 2022 vì muốn nghỉ ngơi. Sau đó, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang và huấn luyện viên trưởng Manopol King đã ra sức thuyết phục Messi Thái. Tuy nhiên, mọi động thái trên đều không mang lại kết quả. Ngày hôm qua, tiền vệ sinh năm 93 đã lại một lần nữa nhấn mạnh rằng sẽ không trở về thi đấu cho đội tuyển Thái Lan ở giải đấu sắp tới. Ngôi sao đang thi đấu tại Nhật chia sẻ: "Thật lòng mà nói, không phải tôi không muốn cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, năm nay tôi không sẵn sàng làm điều đó. Năm ngoái tôi không có sự chuẩn bị tốt nhất cùng câu lạc bộ Kawasaki Frontale trước mùa giải mới do bận thi đấu tại AFF Cup 2020. Cơ thể tôi đã quá tải và không phục hồi tốt nhất. Tôi muốn nghỉ ngơi và làm mới mình." Trong đợt tập trung tháng 9 vừa qua, Chanathip Songkrasin đã trở về hội quân cùng đội tuyển Thái Lan để tham dự King's Cup. Tuy nhiên, cầu thủ này chỉ góp mặt gần 20 phút trong trận gặp Malaysia trước khi rời sân vì chấn thương. Trong vòng một năm trở lại đây, Messi Thái bị ảnh hưởng khá nhiều vì chấn thương. Ở mùa giải này, anh cũng không thi đấu thành công trong màu áo Kawasaki Frontale. Tiền vệ này có 15 trận ra sân tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản nhưng chưa ghi được bàn thắng nào. Tính trên mọi đấu trường, Chanathip Songkrasin mới chỉ có 2 bàn cho câu lạc bộ hàng đầu Nhật Bản. Tất cả đều ở AFC Champions League. Việc không có được sự phục vụ của Chanathip Songkrasin là đòn đau giáng mạnh vào tham vọng bảo vệ chức vô địch AFF Cup của đội tuyển Thái Lan. Trong 3 lần gần đây tham dự AFF Cup, Chanathip đều là cầu thủ xuất sắc nhất giải và đóng góp quan trọng giúp Vòi Chiến lên ngôi vô địch. Bóng đá Thái Lan đã nỗ lực làm việc để thuyết phục các câu lạc bộ Nhật Bản cũng như 3 cầu thủ gồm Chanathip Songkrasin, Chawat Wirachat và Subhachok Sarachat trở về thi đấu tại AFF Cup 2022. Tuy nhiên, tuyên bố của tiền vệ đang khoác áo Kawasaki Frontale khiến Vòi Chiến thất vọng. Rất nhiều cổ động viên nước này đã lên án Chanathip vì anh tỏ ra quá đề cao sự nghiệp cá nhân mà bỏ quên dân tộc. Điều này khiến anh phải lên tiếng đính chính, không phải có ý coi thường màu cờ sắc áo đội tuyển. Nếu được triệu tập trong những dịp FIFA Days, anh sẽ sẵn sàng trở về khoác áo đội tuyển Thái Lan thi đấu như ở giải King's Cup gần cuối tháng 9 vừa qua. Trong khi với AFF Cup do không nằm trong lịch của FIFA Days nên ngôi sao này từ bỏ. Nguồn tin thân cận của cầu thủ này đã lên tiếng xác nhận sự thông cảm của huấn luyện viên trưởng Manopol King. "Về vấn đề này, chúng tôi đã thông báo rõ cho Mano và Madam Pang rằng Chanathip chắc chắn không thi đấu tại AFF Cup. Cả hai đều hiểu và thông cảm cho quyết định này. Chanathip muốn nghỉ ngơi để hồi phục qua mùa giải rất căng thẳng. Cậu ấy muốn mình phải đạt thể trạng tốt nhất cho các giải quan trọng hơn trong năm sau là Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026. Đây là sự tính toán hợp lý." Với việc Chanathip Songkrasin cương quyết từ chối thi đấu cho đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup, huấn luyện viên Manopol King hiện chỉ còn hy vọng thuyết phục được hai ngôi sao còn lại là Chawat Wirachat và Subhachok Sarachat. Những khả năng thành công hay không vẫn còn bỏ ngỏ do hai cầu thủ này cũng mới có mùa giải đầu tiên lần lượt khoác áo câu lạc bộ Cerezo Osaka và Consadole Sapporo đều theo diện cho mượn. Nhưng đó chưa phải tận cùng nỗi đau của Vòi Chiến, ngay cả các cầu thủ trẻ của họ cũng đang khủng hoảng niềm tin trầm trọng. Điển hình là trường hợp của Ben Davies, người được xem là thế hệ tiếp theo gánh vác đội tuyển Thái Lan sau khi Chanathip giải nghệ. Ở bán kết SEA Games 31, Thái Lan từng bất lực trong hệ thống phòng ngự số đông của Indonesia trong suốt 90 phút, nhưng ngay ở đầu hiệp phụ thứ nhất, Ben Davies đã đóng vai người mở khóa cực kỳ xuất sắc với đường kiến tạo sắc như dao cho Wirathep ghi bàn thắng duy nhất đưa Thái Lan vào chung kết. Dù Thái Lan không thể lên ngôi bóng đá nam SEA Games 31 khi để thua Việt Nam trong trận chung kết, song trưởng đoàn bóng đá nước này Madam Pang cực kỳ ấn tượng với tài năng trẻ đang thi đấu cho câu lạc bộ Anh Oxford United và đã dày công thuyết phục để chiêu mộ cầu thủ này về chơi cho câu lạc bộ của mình Po FC tại Thái League. Trở về từ châu Âu, những tưởng tiền vệ thần đồng này sẽ đóng vai trò quan trọng giúp Po FC chinh phục chức vô địch Thái League. Song cho đến hiện tại, sự góp mặt của anh trong đội của Madam Pang là cực kỳ nghèo nàn và đáng thất vọng. Huấn luyện viên người Anh của Port FC Scott Cooper đã không mấy tin tưởng vào khả năng của tiền vệ 22 tuổi này, khiến tài năng trẻ của bóng đá Thái Lan thường xuyên phải sắm vai kép phụ ở câu lạc bộ của mình. Tính đến trước trận đấu gặp True Bangkok United hôm qua, Ben Davies mới chỉ thi đấu tổng cộng có 11 phút qua 6 trận cho Port FC. Ở trận đấu gặp True Bangkok United, Ben Davies được xếp đá chính, song thể hiện phong độ cực kỳ đáng thất vọng. Để rồi bị thay ra trong trận đấu Port FC có bàn thắng dẫn trước, song rốt cuộc bị gỡ hòa và phải chơi cực kỳ chật vật trong 20 phút cuối khi hậu vệ cánh Suphanan dính thẻ đỏ ở phút 68.
Trong màu áo Port FC, ngôi sao trẻ này đang phải vật lộn để thể hiện khả năng của mình và vẫn chưa có được bất cứ bàn thắng hay kiến tạo nào, dù trước đó chơi cực hay trong màu áo U23 Thái Lan tại SEA Games 31 và giải U23 châu Á. Trước thực tại phũ phàng ở đội bóng Thái Lan, khi lời hứa sẽ được thi đấu thường xuyên từ Madam Pang đã theo gió bay đi, nhiều nguồn tin cho rằng Ben Davies đang cực kỳ thất vọng và đã liên lạc với Oxford United để quay trở lại đây, bỏ lại sau lưng chuỗi ngày buồn tại đất Thái. Việc hiếm hoi được ra sân của Ben Davies khiến tiền vệ trẻ này mất điểm nghiêm trọng trong mắt huấn luyện viên Paul King của đội tuyển Thái Lan, dù cho chiến lược gia này cực kỳ thân thiết với Madam Pang. Tại King's Cup vừa qua, dù đã về chơi bóng ở Thái Lan, song cầu thủ này lại không được huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan triệu tập và rất nhiều khả năng sẽ không có mặt trong danh sách của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup cuối năm này. Nhận xét về Ben Davies, giới chuyên môn Thái Lan tỏ ra khá thất vọng khi cầu thủ trẻ này quyết định từ bỏ cơ hội thi đấu ở nền bóng đá đẳng cấp cao để rèn luyện thêm khả năng khi đang ở độ tuổi phát triển, thay vào đó lại quay về Thái Lan để ngồi ghế dự bị. Rất nhiều chuyên gia nhận định điều này sẽ sớm làm thui chột tài năng của ngôi sao trẻ đang lên này. Việc vắng mặt trong đội tuyển quốc gia Thái Lan chắc hẳn sẽ khiến Ben Davies cực kỳ thất vọng, bởi cầu thủ này từng từ bỏ cơ hội thi đấu trong màu áo Singapore, quốc gia mà tiền vệ này đã từng khoác áo các đội tuyển U17, U18 và U19 đá các giải quốc tế và vòng loại châu Á để đầu quân cho đội tuyển Thái Lan, quê mẹ của mình. Một trong những lý do khiến Ben Davies từ bỏ đội tuyển Singapore là dính án trốn nghĩa vụ quân sự. Hiện tại, theo Transfer Market, tiền vệ từng chơi bóng cho Fulham này được định giá bằng một nửa Công Phượng và xấp xỉ 1/3 Quang Hải. Và chắc không cần phải nói thêm về tinh thần. Từ đầu năm đến giờ, thật thú vị là người Thái không thắng nổi Việt Nam ở mọi cấp độ, từ U19 đến U23, áp lực dành cho ông Paul King đang cực kỳ lớn. Thế nên, Võ Chiến mới chính là những người phải run sợ khi AFF Cup năm nay khởi tranh, chứ không phải là Việt Nam. Như vậy là Charathip đứng trước cơ hội lập cú hat-trick ở trận đấu này. Charathip và Nguyên Mạnh. Không vào! Cú đá thẳng vào vị trí của Trần Nguyên Mạnh. Và đây là thời điểm để chúng ta có thể lên tinh thần. Cú đá quá đơn giản, nhưng cũng phải nói là Nguyên Mạnh cũng đã phán đoán khôn ngoan trong tình huống vừa rồi, không vội vàng đổ người. Ngay sau đó thì Thành Trung cũng đã băng vào rất kịp thời.